Chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản Học Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp một số các anh em cựu quân nhân cũng như là cảnh sát. Vậy thì xin anh Đinh Quang Trật, anh nghĩ như thế nào khi mà Việt Cộng bây giờ đã dựng tượng ông Dương Văn Minh tại Sài Gòn và đồng thời cũng là tuyên dương cái công trạng của ông Dương Văn Minh đối với Việt Cộng là đã ông Dương Văn Minh đã làm lật đổ được đệ nhất Cộng hòa và đệ nhị Cộng hòa, thì ông nghĩ sao? Thưa anh Ngô Đình Vận cũng như thưa quý khán thính giả của đài truyền hình văn hóa Lạc Việt, tôi là Đinh Quang Trật, tôi là cựu quân nhân Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Qua câu hỏi của anh Vận thì tôi xin trả lời thẳng và ngắn gọn rằng sở dĩ mà tụi Việt Cộng nó dựng tượng ông Dương Văn Minh vì không riêng gì Việt Cộng mà những người con dân miền Nam cũng thấy được rằng những việc làm của ông Dương Văn Minh khi mà ông còn tại chức với vai trò là quân nhân cũng như là về sau ông có tham chính ấy, thì những việc làm của ông đã góp một công lớn trong việc lót đường cho tụi Việt Cộng nó chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4, ngày đau buồn, ngày đen tối của dân tộc Việt Nam. Đó là câu trả lời ngắn gọn của tôi như vậy thôi. Vâng, xin cảm ơn anh Trật. Và dạ, chúng tôi cũng biết là anh bận nhiều công tác lắm, anh phải đi. Bây giờ xin trở lại với xin phép anh, xin phép quý khán thính giả. Vâng, trở lại với ông Phan Tấn Nghiêu thì cái ý nghĩa của ông cùng một cái câu hỏi như vậy thì ý nghĩa của ông như thế nào? Không riêng về cá nhân của tôi mà tất cả anh em cựu quân nhân, khi nhắc đến Dương Văn Minh không thể nào không quên những cái chết của những niên trưởng chúng tôi, những người chiến hữu của chúng tôi, đặc biệt nhất trong đó có những vị tướng phải tự sát sau lời tuyên bố của Dương Văn Minh trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Riêng bên cảnh sát chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Long đã tự tử trước Quốc hội Việt Nam Cộng hòa. Anh thấy rằng đó là một nỗi oan khiên mà chính cả một cuộc đời Dương Văn Minh không thể nào xóa nhòa được những nỗi oan khiên đó. Bây giờ nếu trường hợp Việt Cộng dựng tượng, tôi nghĩ đây là cái trò chơi của những đứa con nít hơn là cái thái độ của một người làm chính trị. Đối với người miền Nam, từ cái nền đệ nhất Cộng hòa, cái tàn ác của cái việc sát hại hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, cuối cùng cái người em phải đưa ra tòa để mà xử tử, tôi nghĩ rằng đó là cái thái độ của một kẻ không thể là cái người gọi là công minh chính trực, mà người chỉ đem cái nỗi khổ đau đến cho người khác. Tôi không có sống nhiều vì lịch sử đệ nhất Cộng hòa, tôi chỉ được hưởng những gì của đệ nhất Cộng hòa cho tôi. Tuy nhiên khi phục vụ đệ nhị Cộng hòa, ngay cả những người trong đệ nhị Cộng hòa chưa hẳn rằng nói là Dương Minh là cái người đã đem lại cái công trận nào cho đất nước Việt Nam ngoài cái cuộc đời Dương Minh từ ở dưới lên tới trên tới đại tướng, rồi cuối cùng hết xảy ra bao binh biến mà tên Dương Minh gắn liền với giai đoạn rất khổ đau cho lịch sử Việt Nam. Tôi chỉ nói một điều rõ ràng rằng đây chỉ là trò đùa của những đứa con nít hơn là nhà làm chính trị. Nếu Cộng sản nó đem cái tự Dương Minh vô bất cứ ở đâu thì dần dần rồi đây dân tộc Việt Nam cũng phải kéo xuống đập bỏ hơn là để nó một hình tượng của đất nước Việt Nam. Theo tôi nghĩ như vậy. Vâng, sẽ có dư luận nói rằng thế cái tượng này là một cái tượng nằm vùng, thì anh nghĩ sao về cái dư luận đó? Cái nằm vùng chính là Dương Minh cũng đã nằm vùng rồi. Vâng. Anh thấy hôm sau cái ngày tại sao Dương Minh lên để làm tổng thống trong vòng một tuần lễ,
cuối cùng, nghĩa là phải dành cho bằng được cái vai trò của ông Trần Văn Hương. Vâng. Để rồi cuối cùng là xin là thầy sẽ giao lại cho tôi, cuối cùng tôi lại đem đất nước giao cho cộng sản. Thì anh thấy rõ ràng đó là cái chuyện mà mình không có suy luận nhiều, nhưng mà chuyện trước mắt 1+1=2, dương mình lại, đó là chuyện rõ ràng. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thì xin chào tất cả quý vị.